Chánh nghĩa quốc cường và dự án. Với định hướng phát triển lấy mong muốn của khách hàng là nền tảng phát triển lâu dài, công ty cổ phần Chánh nghĩa Quốc cường với dự án đầu tay Sea Skyview được tin tưởng sẽ trở thành thương hiệu nổi bật trong lĩnh vực bất động sản cả nước. Sea Skyview, chuẩn mực sông mới toàn diện tại Bình Dương.